xin sao ạ, xin sao ạ. Chúng tôi là Xuyên Vũ Tư, trước đó xảy ra chuyện gì? Thủ pháp của tôi làm tôi nhớ đến một người 10 năm trước, người vô nhân. Tôi xuống núi là theo lệnh của sư phụ, bắt bốn tên hung thủ, trừ trừ ác. Mỗi thầy đều có mệnh bản mệnh của họ. Khi tôi lần đầu tiên gặp bạn, tôi 我就觉得你像一个人。 大师，岂有心声，听一万目，任我自知。你有戴罪被公之级，可想一试。我想知道我到底是谁。四大凶相的案件，只交给你全权处理。 叶披风，开云，布云，我一定要找出是我师父的凶手。